Tối nay, nhà anh Phạm Văn Đoàn tải công tàu câu mực QNA-90927 đông hơn mọi khi. Anh may mắn trở về, nhưng con tàu trị giá hơn 7 tỷ đồng vẫn nằm lại ở ngoài khơi. Bà con hàng xóm đến động viên, an ủi, con người là còn tất cả. Với những ngư dân can trường nơi biển cả như anh Đoàn, những ngày sắp đến sẽ rất khó khăn. Nguyện vọng này tôi cũng bây giờ thì kén ta đâu. Tàu anh nay thì bây giờ đáng lẽ phải 5 tỷ. Nói chung giờ thì kén ta. Còn đây là nhà của ngư dân Lương Văn Viên, chủ tàu QNA-90129TS. Anh là một trong 40 ngư dân may mắn thoát chết, nhưng 14 bạn thuyền của anh không được như vậy. Theo anh, chỉ trong vài giây, lốc xoáy đã nhấn chìm con tàu khi ngư dân đang ngủ. Trước mắt là mong muốn sao tìm những anh em còn lại ngoài biển thôi. Để về bờ với vợ với con. Giờ thì gặp có khen thì nhà có cấp trên đồ có ngâm cứu xem xét hỗ trợ với bà con ngư dân. Trong khi nhiều gia đình ngư dân được đoàn viên thì nhiều gia đình ở làng chài huyện Núi Thành vẫn nghẹn ngào trong nước mắt, từng giờ mong đợi tin người thân từ lực lượng cứu nạn trên biển. Chính quyền địa phương cử lực lượng đến hỗ trợ, chia sẻ, động viên, tiếp thêm nguồn lực tinh thần để gia đình vượt qua nỗi mất mát quá lớn này. Thì huyện ban đầu cũng đã có cái phương án huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là thông qua cái mặt trận, đoàn thể, hội chữ thập đỏ, liên đoàn nghề cá để tuyên truyền vận động và các cái nguồn lực để hỗ trợ. Tai nạn trên biển do thiên tai là điều bất khả kháng, nhưng với tình yêu biển và sống dựa vào biển, nay mai khi tinh thần ổn định, những ngư dân may mắn trở về sẽ sớm quay lại biển khơi. Với bà con, tàu cá là nhà, biển là quê hương. Vấn đề còn lại là làm sao hỗ trợ nguồn lực để ngư dân đóng mới tàu tiếp tục ra khơi.